Hello anh em, chào anh em quay trở lại với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu hiệu tuyển chọn. Thì video buổi sáng sớm ngày hôm nay vẫn như thường lệ, em Dương lại tiếp tục sale cho anh em nhé. Thì sáng nay thì em sẽ tiếp tục sale cho anh em áo polo nha em nhé. Thì hôm nay vẫn là giá 60.000 cho một sản phẩm, free ship cho anh em nào lấy từ 3 sản phẩm trở lên anh em nhé. Anh em nhận hàng thì vẫn có thể mở hàng ra kiểm tra mặc thử thoải mái nhé anh em nhé. Nhưng mà do là hàng sale nhà em đang sale lỗ rồi nên là anh em chú ý giúp em với số đo nhé. Còn anh em nào cẩn thận thì nhắn luôn giúp em cái cân nặng chiều cao nhé. Thì để em khi mà đóng hàng thì có thể là kiểm tra cho anh em là xem áo nó có vừa không ấy. Tránh trường hợp đổi đi đổi lại thì rất mất công, mất thời gian, tiền bạc. Tại vì là thực sự là những cái sản phẩm này nhà em đã bán rất rẻ rồi anh em nhé. Rồi, mã đầu tiên này. Hôm nay em sẽ lên bắt đầu từ mã mới nhé. Từ mã S1 anh em nhé. Đầu tiên này em lên cho anh em một em áo polo nhung nhé. Đây, rất mới luôn nhé. Này thì nó mới đến tầm 95% anh em này. Áo cực mới luôn này. Đây, áo polo nhung màu đỏ này. Ở mã S1 này. Mã S1 nhá. Ở vai 45, bụng 47. Dài áo là 63 anh em nhé. Dài áo là 63. Con này là 65% là polyester nhá. 35% cốt tông, hàng nội địa Nhật. Đây, nó có viền tay áo với viền cổ anh em nhé. Mã tiếp theo này, của em Aniquilo này. Ủa, con này mới phải 95%. Con size S anh em nhé, Aniquilo này. Con size S này, áo màu xanh đậm rất mới, rất dễ mặc cho cái màu này. Made in China nhé, mã S2. Vai 41, bụng 45. Dài áo là 63 anh em nhé. Con này là 77% cốt tông, con này là polyester. Tag này anh em nhé, như mới. Mã tiếp theo này. Con này của Top này, con này là cũng chất áo vải nhung anh em nhé. Áo vải nhung này anh em này. Đây. Đây cũng cực kỳ là mới luôn. À con này còn đây như còn à đâu? Ngoài. Đây con này mới 95%. Em cứ tưởng có cái tác ở đấy. Đây, màu áo rất đẹp này. Mã S3 này, bụng 48 dài áo là 66 anh em nhé. Bụng 48 dài 66. 80% là polyester nhé. À cốt tông, còn lại là 20% polyester. Tác này, hàng nội địa Nhật. Tiếp theo là cái áo của The Shop GK này. The Shop GK này. Mã S4 này, vai 41, bụng 50. Dài áo là 65 nhé. Áo rất mới anh em nhé. Đây. Đây, con nào mà có tình trạng như nào thì em sẽ báo luôn cho anh em nhé. 55% là polyester, còn lại là pha với cả rayon. Tắt này anh em nhé. Cũng hàng nội địa Nhật luôn anh em ạ. Mã tiếp theo này, của em áo màu mận này. Màu mận chất liệu cốt tông này. Mã S5 này, vai 53, bụng 60, dài áo là 74. Dài áo là 74 nha anh em nhé. Đây. Đây, con này nó cũng khoảng 90%. Đây. Áo còn rất là mới. Con này là thông tin nó trên này rồi. Đây. Thông tin nó in hết trên này rồi anh em nhé. Chất liệu là 60% cốt tông, còn lại là polyester. Tác đây anh em nhé. Thông tin nó hết trên đấy. Mã tiếp theo em áo hồng nhạt này, con này độ mới khoảng 85%. Michiko London. Đây họ tiếp theo này. Đây. Áo màu hồng anh em nhé, áo màu hồng. Con này là có khóa kéo anh em nhé. Mã S6 này, vai 42, bụng 52. Dài áo là 70 anh em nhé. Dài áo là 70. Hôm nay chắc em sẽ lên cho anh em khoảng 6-70 mã gì đấy. 65% là polyester nhé, còn lại là cốt tông, còn lại là China nhé. Ở mã tiếp theo là Jack Spilau nhé. Ở mã S7 này, vai 42, bụng 49. Dài áo là 62 anh em nhé. Dài áo là 62 đây, mã áo màu sáng màu này. Đây, con này áo rất là mới nhé. Con này tác ở dưới này này, con này là cốt tông 100% anh em nhé, chỉ có một cái tác nhỏ là con này hàng nội địa Nhật. Mã tiếp theo là con này Aniquilo nhé, Aniquilo họa tiết kẻ ngang rất đẹp này anh em này. Đây, Aniquilo này. Đây, con này độ mới nó khoảng độ 88% thôi, 88% thôi anh em nhé. Aniquilo này, đây. Và thực ra là với những cái con áo Aniquilo vẫn còn mới như này, giá 60.000 quá rẻ luôn. Mã S8 này, vai 45, bụng 47, dài áo là 66 nhé. Em sẽ free ship cho anh em nó lấy từ 3 nhé, 3 áo.
chất liệu là 97% cốt tông, còn lại là pha với rayon. Tác đây anh em nhé. Đây có vạt này. Mã tiếp theo này, Toroi, con này màu hồng nhạt này. Mã S9 này, vai 45 bụng 5 bụng 67 nhá. Vai 45 bụng bụng 47. Bụng 45 dài 67 em nhầm. Bụng 45 dài 67. Đây, con này nó không có vai. Đây, mã màu hồng nhá, con này cũng rất mới này. Đây, con này mới nó phải 95%, áo rất là mới anh em nhé. Đây, chỗ này nó có thêu này, thêu cái tẩu này. Đây, chất liệu là cốt tông 100%, hàng nội địa Nhật nhé. Tiếp theo là con này chất liệu mát này, chất liệu polyester thể thao nhé. Con này top John này, áo trắng tinh. Mã S10 này, bụng 51, dài 69. Đây, cho anh em là mặc đi tập thể dục thể thao nhé. Đây, rất mới nhé. À, mà tiếp theo này, Unirex này, con này áo màu xanh của con này rất mới này. Đây em nhìn này, rất mới luôn đấy. Mã S11 này, vai 47, bụng 51, dài áo là 64 anh em nhé. Đéo là 64. Này. Con này form size 95, form size L. Con này nó không có tác rồi. Con này là chất liệu cốt tông anh em ạ. Và chất liệu cốt tông đấy, pha với một chút polyester. Áo rất mới luôn. Mã tiếp theo này, Hinano nhá, áo nội địa Nhật này, form size XL là áo màu vàng nhạt này. Mã S12 này, vai 60, bụng 58, dài áo là 75. Đây, áo rất là to nhé. Đây, con này chất liệu cốt tông, cốt dự phòng này. Tiếp theo là mấy áo áo phông này, áo phông đỏ này. Đây, áo phông này. S13 này, vai 41, bụng 43, dài áo là 62. Dài áo là 62 anh em nhé. Con này chất liệu cốt tông này, cốt tông 100% này. Đây, cốt tông 100%. Đây, tác nó ở trên này anh em ạ. Mã tiếp theo này, con này áo spin, con này không có cúc, cổ trắng tinh, rất mới. Mã S14 này, vai 56, bụng 58, dài áo là 64. Dài áo là 64 anh em nhé. Đây, áo rất mới luôn. Cốt tông 100% anh em nhé, cốt tông 100%. Mã tiếp theo này, con này của Prista, form size S nhé, áo màu hồng này. 65% cốt tông nhé, còn lại là polyester. Mã S15 này, vai 39, bụng 45, dài áo là 63. Dài áo 63 anh em nhé. Con này độ mới khoảng 85%. Khoảng 85% anh em nhé. Mã tiếp theo này, con này của Fiji này, Fiji này. Đây, áo rất đẹp này. Mã S16 này, vai 48, bụng 49, dài áo là 71. Đây, con này mới lắm anh em ạ. Đây, màu rất đẹp luôn. Con này mới 95%, áo nhiều mới. Cúc của nó là cúc đồng anh em nhé. Con này nó không có thi thông tin đây, nó là cốt tông đấy anh ạ. Con này là cốt tông 100% đấy. Đây, tác này anh em nhé. Tiếp theo là mấy áo polyester, áo thể thao này. Mã S17 này, bụng 50 dài 66. Bụng 50 dài 66 anh em nhé. Đây, áo rất mới luôn này. Là made in China, polyester 100%. Tác đây anh em nhé. Theo Aniquilo này, form size M, men China nhé. Mã S18 này, vai 44, bụng 50, dài áo là 64 anh em nhé. Đây, con này khoảng 90%. Màu rất đẹp này. Đây, màu rất đẹp này anh em nhé. Chất liệu là cốt tông 100%, cung dự phòng này. Mã tiếp theo là Aniquilo, chất liệu thể thao tiếp anh em nhé. Form size L này, form size L này, áo đây. Rất nhiều các cái lỗ thoáng khí cho anh em này. Đây. Mã S19 này, vai 42, bụng 50, dài áo là 68 anh em nhé. Dài áo là 68 này, áo rất mới luôn. Đây, em nhìn cổ áo này, áo cực kỳ là mới luôn. Áo thể thao đâu ra, đây, con này là nó bị cắt mất tác rồi, cắt bớt rồi. Con này polyester nhé, áo polyester 100%. Tiếp theo này, Aniquilo, chất liệu thể thao tiếp này, form size M, màu xanh đậm made in China. Đây, con này cũng rất mới nhé, trên 90%. Mã S20, bụng 46, dài áo 66 anh em nhé. Đây, nó có các cái đường đây, các cái đường họa tiết của nó nhé. Rất đẹp luôn này, nó kiểu áo trông nó bớt không đơn giản ấy.
chất liệu của nó là chất thể thao polyester 100% anh em nhé. Tag này. Ở mã tiếp theo này, con này áo glimmer cũng áo thể thao nhá. Áo thể thao polyester 100%. Mã S21 này, vai 42 bụng 48. Dài áo là 62. Dài áo là 62 anh em nhé. Đây, con này mới lắm. Đây. Chất cực mới luôn anh em ạ. Đây, cho anh em về mặc đi thể dục thể thao. À, có 60.000 một con áo. Đây, chất polyester 100% nhá. Ở mã tiếp theo này, tiếp tục chất polyester 100%. Ở mã S22, vai 44 bụng 47, dài áo là 68. Đây, áo polyester thể thao màu đen trơn. Đây, chất polyester 100% này, hàng nội địa Nhật anh em nhé. Theo này, con này áo chất cotton này, Tucson này. Ui, con này màu rất đẹp này, màu xanh đậm. S23 này, vai 37 bụng 46, giá là 65 nhé. Con này mới lắm anh em ạ, áo cực đẹp luôn. Đây, cho anh em nhỏ nhỏ người con này mặc rất đẹp này. Đây, con này hai cổ nha anh em nhé. Hai cổ này. Con size M đây, cái đường áo nó còn có đường kẻ sọc đây. Rất đẹp luôn. Con này là cotton 100% này anh em này, tag này. À, mã tiếp theo này, à, Cradlehead. Ui, con này đẹp lắm. Con này có viền cổ áo viền tay nhá, logo thêu màu hồng rất đẹp, con sư tử này. Đây, con này mới 90% này, áo rất mới luôn anh em. Mã S24, vai 43 bụng 48, dài áo là 64 anh em nhé. Đây còn là Mỹ China nhé, chất liệu là cotton 100%. Này. Tiếp theo Aniquilo màu đen này, phong size S hàng Mỹ Việt Nam nhé. Mã S25 này, vai 43 bụng 47, dài áo là 60 anh em nhé. Đây, áo đen trơn này, Aniquilo. Rất mới luôn, rất mới luôn anh em nhé. Phong size S. 72% là cotton, còn lại là polyester, tag này anh em nhé. Tiếp theo này Aniquilo này, con này cũng phải mới đến 90%. Đây. Con size M này, Made in China nhé, áo màu xanh, có viền cổ viền tay luôn anh em này. S26 này, vai 41 bụng 48, giá là 67. Đây, tiền ít thịt nhiều anh em. Đây. Có 60.000 một con áo Aniquilo, rất mới luôn. Đây, 72% cotton, còn lại là polyester. Con này anh em phải mặc được vài năm. Áo Uniqlo nó thực sự là nó rất là bền ấy. Tiếp theo này, glimmer áo polyester thể thao này. Ở mã S27 này, vai 44 bụng 49, dài áo là 63 anh em nhé. Dài áo là 63, áo đen trơn, áo thể thao polyester. Đây, tag này, chất polyester 100% anh em nhé. Tiếp theo này. Ở lại Aniquilo tiếp này, con này Force XL nhá, bên Việt Nam. Đây, con này nó vẫn mới lắm. Đây, cổ nó hơi bị phớt bạc tí ti ra không đáng kể. Đây, áo chất áo rất mới này. S28 này, vai 43 bụng 64, dài áo là 67. Đây. cotton nhá, con này là polyester, tag này anh em. Tiếp theo này, Polo Ralph Lauren nhá. Lauren này. Mã S29 này, vai 39 bụng 49, dài áo là 66 nhá. Polo Ralph Lauren. Đây. Con này nó hơi cũ một tí thôi. Con này độ mới nó khoảng độ 85% nhá. Nhưng mà con áo mà độ áo mới của nó tầm 2 3 triệu. Anh em mua có 60.000 là giá nó rất là hợp lý rồi anh em nhá. Chất liệu cotton 100%. Đây, tag này anh em nhá, hàng nội địa Nhật. Ngựa thêu này. Ở mã S29 nhé, vai 39 bụng 49, dài áo là 66. Tiếp theo này, Aniquilo nhé, màu mận này, phong size L này. Đây, con này mới 90%, màu mận này. Mã S30, vai 44 bụng 51, dài áo là 63 nhé, dài áo là 63. Aniquilo màu mận, cotton 80%, còn lại là polyester, tag này em. Aniquilo phong size S này, áo màu cam, độ mới 85%. S31 này, vai 43 bụng 46, dài áo là 61 anh em nhé. Dài áo 61. Đây, cotton 100%. Tiếp theo là Aniquilo tiếp này, Made in China nhé, phong size M này, áo màu xanh này, trơn nha anh em nhé. S32, vai 45 bụng 50, dài áo là 65 anh em nhé.
Giày áo là 65 này. À đâu, con này dài 66, không nhầm, dài 66 anh em ạ. 75% cotton, còn lại là polyester. Đáng này em. Mã tiếp theo, Aniquilo màu đỏ này, Force S, made in Việt Nam nhé. Con này cũng 1090 này. Đây, Force S anh em nhé. Mã S33 này, vai 39, bụng 45, dài áo là 60. Con này là 72% cotton, còn lại là polyester. Đáng này em nhé. Ở mã tiếp theo này, mã con này có XQ. Ở mã S34, vai 40, bụng 51, dài áo là 66 anh em nhé. Dài áo là 66 này. Đây, 65% là polyester, còn lại là cotton nhé. Con này cũng hàng nội địa Nhật này. Đáng này anh em. Tiếp theo là Aniquilo này, màu đỏ tươi, phong sợi XL. Đây, con này mới khoảng độ 85% thôi. Ở mã S35, vai 45, bụng 56, dài áo là 70 anh em nhé. Dài áo là 70, 72% cotton nhé, lại là polyester. Đáng này anh em. Ở mã tiếp theo là Aniquilo phong size M này, hàng Medicina nhé. S36 này, vai 40, bụng 44, dài áo là 63 anh em nhé. Dài áo là 63, 51% cotton, còn lại là con này pha với cả rayon các anh em. Đây. Ở mã tiếp theo này, Aniquilo tiếp này, form size L mới Việt Nam nhé. Đây, con này cũng mới khoảng 90%. Mã S37 này, vai 45, bụng 52, dài áo là 67 anh em nhé. Dài áo 67 này, Aniquilo. 72% là cotton, còn lại là polyester. Đáng này anh em nhé. Tại Aniquilo tiếp này, form size L này, mới Việt Nam này, cũng màu đấy. Đây, con này cũng mới khoảng 90% nhé. Ở mã S38, vai 46, bụng 53, dài áo là 67 anh em nhé. Dài áo 67, đây, áo rất dễ mặc nhé, màu rất dễ mặc luôn này. 72% cotton, còn lại là polyester này, đáng này em nhé. Tiếp theo là United này, con này áo mới 97-98%. Hàng chất liệu thể thao polyester. Ở mã S39 này, vai 46, bụng 47, dài áo là 64 anh em nhé. Áo mới lắm anh em ạ. À đây, đang nó trên này hết. Chất thể thao nhé, made in Việt Nam, polyester 100%. Tiếp theo này, lại Aniquilo tiếp này, áo kẻ ngang này anh em nhé. Ở mã S40 này, vai 41, bụng 50, dài áo là 68 anh em nhé. Dài áo là 68 này. Con này là chất polyester thể thao 100%, tác này, cũng dự phòng này. Mã tiếp theo này, Aniquilo này, màu xanh ô liu. Mã S, form size S, made in Việt Nam. Mã S41 này, vai 48, bụng 49, dài áo là 66 anh em nhé. Dài áo 66 này. Đây, đây có túi đây anh em nhé. Đây, có túi này. Chất liệu là cotton 100%. Đây, tác nét căng như mới luôn. Mã tiếp theo là áo polyester thể thao nhé, United này. Đây, con này mới lắm anh em. Mã S42 này, vai 46, bụng 50, dài áo là 64 anh em nhé. Dài áo là 64 này. Đây, áo cực mới luôn. Đây, con này tác nó lúc nào ở trên này. Hàng made Việt Nam nhé, chất polyester 100%. Đây, con này áo mới 95%. Đây anh em nhỉ, mới tinh luôn. Mã tiếp theo này, con này áo của Dog Dep này. Đây, áo họa tiết kẻ ngang. Mã S43 này, vai 45, bụng 52, dài áo là 71 anh em nhé. Dài áo là 71 này. Con này với hai bên này nó hơi bẩn một tí đây, chỗ này này. Đây, anh em về giặt cho em nhé. Chất liệu cotton 100%, tác đây anh em nhé. Mã tiếp theo này. Đây, con này áo đen nhé, áo đen cổ chấm bi. Mã S44 này, vai 44, bụng 47, dài áo là 64. Tay tay lửng anh em nhé, dài áo 64. Bên China là chất liệu cotton 100%, tác đây anh em nhé. Mã tiếp theo này, con này của Back Boy, form size L này, cotton 100%. Mã S45 này, vai 45, bụng 50, dài áo là 71 anh em nhé.
là áo 71. Đây, cốt tông 100%. Đang đây anh em nhé. Bản tiếp theo này, New Blend này. Ui, New Blend bán 60.000 cho anh em này, không sai L. Áo thể thao nhá, polyester 100%. S46 này, bụng 48 dài áo là 66 anh em nhé. Bụng 48 dài áo là 66 này, áo New Blend. Đây, họa tiết in này. Con này là polyester 100% này, tác đây anh em nhé. Tiếp theo này, Mitura, áo thể thao tiếp anh em, form size 2L này. À, mà S47 này, vai 45, bụng 55, dài áo là 65 anh em nhé. Dài áo là 65 này, đây, con này áo đẹp lắm, mới tinh luôn, con này mới 95-97%. 75% là polyester, còn lại là rayon nhé, tác này. À, mã tiếp theo này, Patisico, áo kẻ ngang rất đẹp này. Mà S48 này, vai 44, bụng 49, dài áo là 67 anh em nhé, dài áo là 67 này. Đây, áo rất mới luôn anh em nhé, rất mới luôn. 60% cốt tông, còn lại là polyester, tác đây anh em nhé. À, mã tiếp theo này, Americanus này. Con này là dáng slim này, made in Pakistan nhé, chất liệu là cốt tông. Mã S49 này, vai 44, bụng 57, dài áo là 73 anh em nhé. Đây, áo thêu con chim này, thêu này. Đây, cực mới luôn anh em nhé. Đây, rất mới luôn. Con này là mới khoảng 90%. À đây, thông tin nó ở hết trên này rồi anh em ạ. Tiếp theo này, Krista này. Con này là 65% polyester, còn lại là cốt tông nhé. Áo màu hồng này. Mã S50, vai 46, bụng 51, dài áo là 71 anh em nhé. Dài áo là 71. Đây, áo hồng. Đây, tác nó trên này rồi. Mã tiếp theo này, Weather Cup này. Con này form size M nhé, áo màu vàng nhạt này. Mã S57 này, mã S51 anh em nhé, em nhầm. Mã S51 này, vai 44, bụng 48, dài áo là 66 anh em nhé. Weather Cup này. Đây, con này thêu con gà đây này. Đây, độ mới con này nó khoảng 90% anh em nhé. 50% cốt tông, còn lại là polyester, hàng nội địa Nhật. Nursery, áo màu hồng nhạt này, chất liệu thể thao nhé, polyester 100%. Mã S52 này, vai 43, bụng 48, dài áo là 64, mới đẹp đẹp luôn. Này mới 97-98% anh em nhé. Đây, chất thể thao này, cũng hàng nội địa Nhật nhé, polyester 100%. Theo là Dry này, con này mới 95% nhé, rất mới luôn, cực kỳ mới luôn. Polyester 100%, họa tiết thêu này. Mã S53 này, vai 36, bụng 43, dài áo là 61 nhé. Con này tầm 50 cân mặc cho em, là vừa. Đây, polyester 100% anh em nhé. Mã tiếp theo này, Aniquilo, form size XL này, con này mới lắm. Mã S54 này, vai 51, bụng 60, dài áo là 71 anh em nhé. Dài áo 71. Đây, áo rất mới luôn. Con này là cốt tông 100% này. Mã tiếp theo này, con này là chất liệu len mỏng này, len form size M nhé. Mã S55 này, vai 40, bụng 44, dài áo là 66 anh em nhé. Ngoài chất liệu len mỏng này anh em này. Đây, áo mới lắm. Đây, có 60.000 cho anh em mua về mặc kiểu thay đổi ý. Đây, con này chất liệu len khác này. Đây là cái áo, anh em nhìn áo nó làm này, cực kỳ sang luôn này, rất sang luôn. Mã tiếp theo này, lại Nichikura, áo thể thao tiếp này. Mã S56 này, vai 47, bụng 54, dài áo là 70 nhé. Đó là 70 nhé, con này chất kiểu co giãn 4 chiều ấy, chất polyester thể thao. Đây, polyester 75%, con này là rayon. Mã tiếp theo này, con này của Boss Black. Đây, mã S57 này, vai 51, bụng 57, dài áo là 70 nhé anh em nhé. Dài áo là 70 này. Đây, chất liệu là cốt tông 100%, tác đây anh em nhé. Tiếp theo lại mưng sinh sway tiếp này, con này mới lắm, 95%. Đây, mưng sinh sway
mã S 58 này, vai 50 bụng 52, giá là 66 nhé, lại hàng made in Japan tiếp nhé. Đây chỗ này thêu, thêu con chim cái cụt này. Đây made in Japan, cốt tông 100%, tác đây anh em nhé. Mã tiếp theo này, Antilabel này, form size 2L, áo thể thao polyester tiếp này. S 59 này, bụng 56, dài áo là 65 anh em nhé. Dài áo là 65. Đây chất thể thao polyester 100%. Áo lại chất thể thao tiếp này em nhé. Con này polyester 100% tiếp này, áo xanh đậm cực mới luôn, con này mới 95%. Con này là mã. Con này quên không ghi mã. Con này bỏ. Mã tiếp theo này. Ui, con này áo Montogi này, rất đẹp nhá. Razosa. Áo Montogi cực đẹp luôn này anh em này. Mã S60 này, vai 50 bụng 49, dài áo là 62 nhá. Đây, con này mới lắm anh em ạ, cực sang luôn này anh em này. Đây anh em nào chưa mặc áo Montogi này nào thử lấy một cái mặc thử anh em này. Đây, con tiếp theo này, con này xịn lắm. Đây. Chất vải của nó cực mỏng nhá, mỏng mà mát. 80% là polyester, còn lại là cốt tông. Tác đây, con này hàng nội địa Nhật này. Tiếp theo là một em áo vàng, con này của United này. Con này cũng mới 95%. Mã S61 này, vai 43, bụng 48, giá áo là 65 anh em nhé. Cái màu này cho anh em là da sáng mặc đẹp. Đây, con này là cốt tông, nó thông tin trên này, 60% cốt tông, còn lại là polyester nhé, polyester hàng made in Việt Nam. Mã tiếp theo này, Aniquilo này, Aniquilo, con này áo màu đen nhé, không size M này. Mã S62, vai 43, bụng 48, giá áo là 63 anh em nhé. Đây, áo đen trơn rất mới này. Đây, rất mới anh em nhé. Đây, 65% là polyester, còn lại là cốt tông. Của Top Value anh em nhé, xin lỗi, không phải là Aniquilo. Tại mấy cái hãng Nhật này nó hay kiểu cái thiết kế nó giống nhau anh em. Mã S63 này, vai 45, bụng 52, giá áo 61 nhé. Đây, con này nó không thấy ghi hiệu gì ở đây anh em ạ. Đây, còn thêu này, theo hình con cún này. Con này cốt tông 100% anh em nhé. Đây, áo vẫn còn mới. 65% là polyester này, còn lại là cốt tông, tang này. Polyester tiếp anh em này, chất thể thao này. Đây, độ mới cũng 95%. Cực kỳ mới luôn nhé, con này mới tinh. Mã S64 này, vai 46, bụng 48, giá áo là 64 anh em nhé. À đây, thông tin con này nó toàn trên này. Polyester 100% này, hàng made in Việt Nam. Tiếp theo là Mr. York này, lại áo kiểu áo Montogi tiếp anh em nhé. Con này là chất liệu len mỏng tiếp này. Mã S65 này, vai 50, bụng 50, dài áo là 63 nhé. Áo Montogi tiếp này, chất liệu len mỏng này. Đây, quá đẹp luôn anh em. Đây, anh em nào chưa có săn mua trước. Không là đến cái mùa, đến mùa lạnh nó sẽ giá nó sẽ cao ấy. 50% cốt tông nhé, còn này là polyester, tác này em. Tiếp theo này, con màu xanh là cây này, Saja. Ở mã S66 này, vai 44, bụng 50, giá áo là 55 anh em nhé. Giá áo là 55 này. Đây, con này thêu này. Con tiếp thêu nhé. Con này nó chỉ mới được tầm khoảng 85% thôi anh em ạ. 65% là poly, còn lại là cốt tông nhé. Con này made in China. Tiếp theo lại Ulitert tiếp này, form size M này, chất liệu polyester 100%. Mã S67 này, vai 46, bụng 49, giá áo là 63 nhé, cho anh em đi tập thể dục thể thao này. À đây, tác này anh em nhé. Mã tiếp theo này, Hansing Square. Mã S68 này, vai 45, bụng 49, giá áo là 61 anh em nhé. Giá áo là 61 này. Đây, con này áo kẻ ngang, độ mới 85%. Đây, cốt tông 100% nhé. Đây, tác này.
Mã tiếp theo này, mã S69 nhé. Đây, con này cổ thì nó giả bò, cổ nó giả bò này. S69 này, cúc bấm, à đâu, không phải cúc bấm. Mã S69 này, vai 40, bụng 56, dài áo là 66 anh em nhé. Dài áo là 66 này, đây. Đây, con này nó kiểu nó chỉ cúc bấm đến đoạn này thôi anh em nhé, trên này nó không có cúc này. Đây, con này của The Shop TK này, 65% là polyester này, còn lại là cốt tông này, đắt này anh em nhé. Mã tiếp theo này, áo thể thao này, mã cuối cùng này, polyester 100% này. Mã S70 này, vai 44, bụng 51, dài áo là 62 anh em nhé. Áo đen rất mới này, con này khả năng là của Top Value, trên này nó không thấy ghi gì. Aniquilo anh em ạ, chất thể thao, polyester 100%. Đây, mấy cái hãng này của Nhật nó cũng thiết kế nó giống nhau ấy. Đấy, con này mới 95%. Con này nó là cúc bấm này anh em này. Đấy, cúc bấm này, rất tiện lợi luôn này. Bấm vào này. Đây. Rồi vậy là em đã lên hết tổng cộng 70 mã áo polo cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các chú bác mình đã chú ý quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.